Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến Trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi quý mão sinh năm 1963 nữ mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. À, quý vị hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay để nắm bắt được cái vận trình của mình cũng như là của gia chủ tuổi 1963 à, nữ mạng trong năm 2025 năm Ất Tỵ. À, thưa quý vị, khi xem lá số tử vi cho các tuổi thì các bậc thầy tử vi thấy rằng À, thoát khỏi cái năm trực thái tuế năm 2023 bước sang năm 2024 năm giáp thìn là một cái năm mà bị lục hại với thái tuế thì những người tuổi quý mão lại một lần nữa phải đối diện với cái vận hạn của thái tuế à, cái chuyện lên voi xuống chó có lẽ là cái điều bình thường của kiếp nhân sinh à, quý vị cũng đã đừng quá hoang mang lo lắng bởi cái năm 2025 năm mất tị sẽ là một cái năm mà quý vị có được cái điều may mắn cắt lợi nó đến với mình À, trong năm 2025 năm bất tị thì cục diện cắt lành nó sẽ cho quý vị nhiều cái cơ hội để phát triển. Đó. À, dù hiện tại quý vị đang theo đuổi cái lĩnh vực nào, đi chăng nữa hay đang ở vị trí nào à, thì những người tuổi Quý Mão cũng có thể gặp những cái điều may mắn và đạt được cái mục tiêu của mình. Đường công danh sự nghiệp thì sáng tỏ, khiến cho nhiều người phải ghen tị và cúi đầu ngưỡng mộ. À, cho dù gặp phải cái cảnh đổ vỡ giữa chừng vì cái hoàn cảnh nó tác động nhưng từ nay trở đi Thì có thể phát triển không ngừng Nhìn chung ấy về cái sự nghiệp và tiền bạc Có thể tạo ra được dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn Năm 2025 năm bất tị Thì những người tuổi quý mão Sinh năm 1963 nữ mạng Cũng được quý nhân phù trợ Nên các vấn đề trong cuộc sống Sẽ phát triển khá là tốt Vậy nên à, quý vị cần phải nắm bắt cái thời cơ Đừng có để đánh mất đi cái cơ hội và ngay sau đây, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. À quý vị biết đấy, những người tuổi Quý Mão có thiên can là quý đó. Quý lấy lộc tệ tí, lấy tị mão là quý nhân. Vậy nên là gì? Năm nay là một cái năm cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vận trình thì anh thông. À, nói chung là cũng sẽ có được nhiều cái điều cắt lợi đến với mình. À, thì quý vị đã biết đấy, những người tuổi Quý Mão là những người sinh năm 1963. Đấy. À, có thiên can là quý, địa chi là mão, đúng không ạ? Người này có lá số là âm nữ. Có ngũ hành nạp âm là kim bạch kim, cung mệnh là cung khảm thuộc thủy được gọi là quá lâm chi thổ có nghĩa là thỏ qua rừng có xương con thỏ tướng tinh con hươu con nhà bạch đế phú quý à thưa quý vị nói về cuộc đời của những người tuổi quý mão nữ mạng thì bao nhiêu lời có lẽ cũng không đủ cả đời phải sống vất vả chật vật lo toan vì cái chuyện con cháu à, tự tay xây dựng nên cái nghiệp lớn bởi vậy à, các cụ mới có câu ca về những người tuổi quý mão như sau nhìn xem số mạng tuổi này như vàng tây trắng có ngày giàu sang tiền vận vất vả khó con trung vận mạnh khỏe làm ăn hơn người trai thì lại có lắm nghề bụng người ngay thẳng không hề tham lam mùa thu sinh nặng thuận mùa mùa hạ hỏa khắc phải rời đổi thay bụng người cũng có tánh linh nghi đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai nếu tu thì phúc lại tăng tuổi già sung sướng lộc tài thiếu chi À, tuổi nhỏ phải chịu gian nan tuổi già vinh hiển giàu sang hơn người thưa quý vị tuổi quý mão nữ mệnh à, có cuộc đời tốt đẹp cái vấn đề về tình duyên tài lộc công danh sự nghiệp thì đều tốt đẹp và có nhiều cái cơ hội để phát triển về cái nghề nghiệp của mình à, thời kỳ tiền vận trung vận và hậu vận thì đều có cuộc sống sung sướng không có cực khổ và lo lắng phần gia đạo có nhiều cái điều tốt đẹp phần công danh sự nghiệp thì cũng được lên cao. À, thưa quý vị, nói chung cái vận trình của những người tuổi Quý Mão, nói chung ấy, trong cái giai đoạn từ 50 56 đến 65 tuổi, tức là trong cái thời gian này ấy, thì sự nghiệp của những người tuổi Quý Mão thì vẫn có những cái sự phát triển tốt đẹp. Cuộc sống thì cũng ổn định. À, con cái cũng gây dựng lên cơ đồ, cuộc sống tốt đẹp hơn. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cái thời gian 59 đến 60 tuổi thì trong hai năm này thì sức khỏe của quý vị có phần suy yếu tài lộc thì kém hơn Nhưng cuộc sống và gia đình thì vẫn có nhiều chuyện tốt Vậy thì trong năm 2025 năm mất tỵ khi mà những người tuổi quý mão 1963 nữ mạng là 63 tuổi Thì vận trình có gì phải đáng phải lưu ý Thì xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ địa chi chúng ta có mão gặp tỵ đúng không ạ Mão mộc gặp tỵ hỏa tức là được cục diện là một quả tương sinh Nó sinh cho thái tuế đúng không Sinh cho thái tuế Vậy nên đây là một cái năm mà cũng gặp nhiều cái may mắn cắt lợi à, Công việc làm ăn thì nó cứ đều đều ổn định à, May mắn lại có thêm cái tinh hỗ trợ nên quý vị cũng sẽ đạt được nhiều cái thành công Cũng như là cái sự thăng tiến trong tương lai à, Có điều tất cả cũng vẫn đang ở cái mức khá là khiêm tốn Vì vậy à, Các cụ nói là gì, thái tuế được nổ tọa vô hỉ đấy không ạ à, Nói chung ấy hơn nữa thái tuế là một cái vị thần lớn nhất trong năm, là vị thần sát lớn nhất trong năm à, Khi mà ngày đến thì quý vị cũng cần phải làm cái nghi lễ đó, nghinh đón thái tuế bằng cách là gì sử dụng một cái kim bài thái tuế quý vị có thể để trong túi trong ví hoặc là sau ốp điện thoại để nghênh đón thái tuế nghênh đón các vị thần sát lớn nhất trong năm à, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào à, kim bài đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi quý mão 1963 nữ mạng nhé à, thưa quý vị Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can. Thì chúng ta có thiên can quý đúng không ạ? Quý mà gặp ất, quý thủy gặp ất mộc, nó là thực thần. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì quý vị có nhiều cái lộc lá thu về trong năm 2025 năm đó quý Kinh doanh được thuận lợi, buôn bán thì buôn may bán đắt. các hoạt động cầu tài nó diễn ra trong năm cũng khá là thích hợp. Khởi sự thì tốt đẹp đúng như những mong muốn của những người tuổi quý mão 1963. À, bên cạnh đó thì trong năm 2025 năm bất tỵ thì cái địa chi tỵ này này nó ẩn tàng ba thiên can là bính mậu và canh à, chúng ta có quý gặp bính thì nó là chính tài quý gặp mậu là chính quan và quý gặp canh thì nó là chính ấn như vậy là gì trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những cát tinh à, nó có ba cát tinh là chính tài chính quan và chính ấn thì nó cũng nói lên rằng là gì trong năm quý vị cũng gặp được rất nhiều cái điều may mắn về tài quan ấn nói chung ấy trong năm ấy thì đầu tiên chúng ta xét về gì quý mà gặp bính thì nó chính tài cái chính tài nó tác động nó mang lại cái may mắn đấy nhất định trong cái thiên can ẩn tàng vậy nên là gì à, chính tài nó ghé thăm nó cũng mang đến tài lộc rực rỡ cho những người tuổi quý mão 1963 chín ba nữa mạng nếu mà ai biết tận dụng cái cơ hội tốt này để gặt hái thì cái thành công cái thắng lợi nó cũng sẽ được rực rỡ ở phương diện công danh sự nghiệp của mình bên cạnh đó à, quý mà gặp canh thì nó là chính ấn thì cái chính ấn và cái chính quan nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng sẽ giúp cho công việc của quý vị không có quá nhiều cái biến động thời điểm này thì cái vận khí đi lên quý vị sẽ đón nhận được cái vận may từ hai cát tinh này nó trợ vận nên là sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định cái năng lực của bản thân dễ thăng tiến về cái địa vị hoặc là gì tăng trưởng về cái mức lương cũng như là gì có được cái tiếng nói trong cái tập thể vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn do cái thực thần, cái chính tài, chính quan và chính ấn mang lại và trong năm được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi quý mão 1963 nữ mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý mão 1963 nữ mạng. À, thưa quý vị, đó là cái mối quan hệ Thiên Can Địa Chi âm Dương ngũ hành đúng không ạ? À, sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận hạn của năm với những người tuổi Quý Mão. Thì trong năm 2025 năm Ất Tỵ những người tuổi Quý Mão sẽ gặp những cái vận hạn gì? Ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thì chúng ta biết những người tuổi Quý Mão là những người sinh năm 1963, năm 2025 năm Ất Tỵ là 63 tuổi. 63 tuổi thì gặp cái sao hạn là cái sao Thủy Diệu, gặp hạn năm là cái hạn toán tận. Năm nay thì quý vị không bị phạm Kim Lâu. Đó, nhưng mà bị phạm hoang ốc là tam điện sát và trong năm nay cũng là cái năm đầu tiên của năm tam tai đối với những người tuổi quý mão 1963 nữ mệnh đó thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái sao thủy diệu nhé à, sao thủy diệu nó là một cái sao tốt sao thủy diệu hay còn được gọi là sao gì là thủy đức tinh quân ấy nó chủ về gặp đại nhân đi xa thì có của cái sao thủy diệu nó là một cái sao phúc lộc nhưng lại là cái sao xấu đối với nữ sao này chiếu mệnh thì nói chung là xấu dễ gặp những chuyện thị phi liên quan đến sông nước dễ gặp cái điều tiếng thị phi à, trắng đen năm 2015 năm mất tị thì những người tuổi quý mão nữ mệnh gặp cái 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 sát thủy rượu quý vị cần phải cẩn thận trong chuyện lời ăn tiếng nói hàng ngày à, tuyệt đối không nên để xảy ra những cái tình trạng cãi cọ hay là tranh chấp mà dẫn chuyện thiệt thân à, những người gặp sau này thì nói chung là kiên kỵ vào cái tháng tư và tháng 8 âm lịch nhá tháng tư là tháng tháng tân tị và tháng 8 là tháng ất dậu thì hai cái tháng này quý vị cần phải đề phòng Bên cạnh đó chúng ta xét về cái sau hạn của năm À cái hạn năm Cái hạn năm thì năm 2025 năm năm bất Thì những người tuổi quý mão là 63 tuổi 63 tuổi gặp cái hạn năm là cái hạn toán thận Cái hạn này nó chủ về cái chuyện tiền bạc Cẩn thận, cái chuyện hao tài Cái chuyện trúng độc đó ạ à, cái hạn này nó tác động đến quý vị đâm ra là rất dễ gây ra những khó khăn à, tuy nhiên những người tuổi quý mão gặp cái hạn này thì cũng cần phải chú ý Đấy, đôi khi nó thường xảy ra những cái tai ương những cái tai nạn đột ngột bất bất khả kháng à, cũng rất khó có thể đề phòng hay là ứng phó được thì đây cũng là một cái hạn lớn gây ra hại nặng nề về tiền bạc và về tài chính cũng như là sức khỏe nó có bị ảnh hưởng nghiêm trọng à, vậy nên gia chủ cần phải hết sức chú ý vốn cái hạn toán tận nó là cái đại hạn nó chủ về cái tài sản tiêu bị tiêu hao mà không dự tính trước được mỗi khi mà ra ngoài quý vị tốt nhất là cũng không nên mang theo quá nhiều đồ đạc trang sức hoặc là tiền bạc trong người chỉ cần mang cái số lượng vừa đủ để tránh cái tình trạng cướp giật nó xảy ra đó bên cạnh đó năm nay là cái hạn năm tâm tai đầu tiên của những người tuổi quý mão à, vậy nên những người tuổi quý mão nữ mạng ấy khi mà bước vào cái năm tâm tai đầu tiên này thì sẽ gặp nhiều cái điều không tốt trong cuộc sống à, theo đó trong năm thì quý vị à, cũng không nên bắt đầu những cái việc lớn như là xây nhà hồn hạp vốn làm ăn hay là đầu tư cũng cần phải tính toán một cách cẩn trọng kẻo lại dẫn đến tình trạng là tiền mất tật mang Đó. và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và hóa giải những cái vận hạn xấu đi thì những người tuổi quý mão 1963 nữ mạng quý vị cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân cái vạn phúc chi nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật nó được làm bằng bạc ở phía dưới nó là một cái hình tượng ngọn lửa tượng cho là phúc tăng hỏa của năm 2024 giáp thìn và 2025 năm tỵ thì đây là một cái ngọn lửa đúng không ạ được làm bằng cái viên đá ruby đá ruby là một trong loại đá quý trong phong thủy đấy nó mang một cái trường năng lượng dương cao nó là cái trang sức quý giúp tăng cường cái sức khỏe tăng cường cái may mắn và tăng cường tài lộc cho quý vị thêm nữa ở trên cái vạn phúc chi nhân này nó có chữ vạn của nhà Phật chữ vạn tượng trưng cho vạn điều may mắn vạn sự cát tường và mặt sau là cái hình chữ phúc đó chữ phúc là tượng trưng cho phúc đức để cái may mắn ra được thì quý nhân tương trợ giúp đỡ khi mang theo cái vạn phúc chi nhân bên mình thì sẽ để giúp quý vị hóa giải được những vận hạn xấu như là sao thủy diệu, sao thái bạch, sao la hầu, sao kế đô cũng như là cái hạn toán tận hạn tam tai. Đấy, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào. Cái vạn phúc chi nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý mão 1963 nữa mạng à, Thưa quý vị, nói chung ấy, năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi quý mão cũng có cái liên liên thai nó nhập mệnh Vậy nên à, đã vậy lại còn có cái hung tinh điếu khách nữa Nên là cho thấy trong một năm nay ấy, thì quý vị thì cái hy vọng hy vọng trở mình của quý vị cũng khá là mong manh Công việc thì dễ gặp trục trặc ở cái phút cuối Vì thế làm gì quý vị cũng cần phải cẩn thận, không được lơ là chủ quan mọi thứ cần được tiến hành có quy trình có trình tự thì mới đảm bảo được cái, cái kết quả tốt lành mặc dù trong năm ấy, thì quý vị được cái lộc tồn là chiếu mệnh nhưng quý vị cũng cần phải chú ý tại vì cũng có cái dấu hiệu phá tải đó à, rất may là trong năm thì sức khỏe của quý vị cũng khá là tốt được cục diện là tương sinh với thái tuế đâm ra là năm nay cũng là một cái năm mà quý vị cũng không không cần phải đắn đo đắn đo suy nghĩ căn nghe quá nhiều à, tiền bạc thì cũng cũng có có cái cơ hội để mà kiếm đấy và cái sức khỏe nó cũng ổn định nên là đây là một cái năm mà cũng khá là may mắn anh thông à, thưa quý vị như vậy là gì dựa vào cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành cũng như là cái sao chiếu mệnh trong năm 2025 nó bất thì chúng ta thấy rằng à, cái dấu hiệu bình ổn nó cũng cho thấy năm nay thì những người tuổi quý mão ấy vẫn có những cái xáo trộn à, khi mà đôi khi vẫn còn một vài cái thông tin nó tác động à, trong năm thì sức khỏe quý vị cũng không còn phải lo lắng mặc dù đôi khi vẫn bị ốm đau bệnh tật nhưng mà nó cũng có thể là gì à, được các sao tốt nó chiếu nên là cũng dễ khỏi công việc làm ăn thì đôi khi không thuận lợi nó cũng dễ vướng vào những chuyện thị phi tranh chấp à, trong năm thì cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ đâm ra là đây là cũng là một năm mà khá là hanh thông may mắn với vận trình những người tuổi quý mão nhé à, nếu mà trong thời gian này quý vị vẫn đang tại chức thì quý vị vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc để đảm bảo cái thu nhập cho mình và cũng là để tránh để bản thân bị thụt lùi thụt lùi so với so với lớp trẻ à, Về mặt tài lộc thì quý vị cũng sẽ được tích lũy được một khoản khá khá Trong cái năm 2025 năm bất tị Khi mà các quý vị vẫn có những cái tiết kiệm đồng ra đồng vào Tự lo được cho bản thân và có thể hỗ trợ cho con cái khi cần à, Tuy nhiên đa phần tiền bạc tích lũy đó đều được sử dụng cho vấn đề sức khỏe của quý vị Nên là quý vị cũng cần phải cẩn thận, cẩn thận hơn với cái sức khỏe của mình nhé À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi quý mão sinh năm 1963 nữ mạng trong năm 2025 năm mất tỵ. Và để nắm rõ hơn về cái vận mệnh của mình ấy, thì ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ phân tích về cái vận trình chi tiết của quý vị trong từng tháng từ tháng 1 đến tháng 12 âm lịch để nắm rõ được cái vận mệnh từng tháng ra sao, cát hung thế nào. Lại xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, à, bây giờ chúng ta sẽ cùng xét về cái vận thế của những người tuổi quý mão 1963 nữ mạng trong cái tháng đầu tiên là tháng Mậu Dần của năm 2025 nó bất tị Thì trong tháng này có lưu niên kình dương này, lại có cả cái lực sĩ nó chiếu mệnh nữa. À, vậy nên là gì? Trong tháng này thì lại thêm cả cái lưu niên tuyệt nó nhầm mệnh. Vì thế mà những người tuổi quý mão ấy sẽ dễ xảy ra những cái bất cẩn trong quá trình làm việc. Có thể là do quý vị đã gì không đủ tập trung hoặc là cái phương pháp làm việc không còn phù hợp nữa. À, ý tưởng dễ bị nghèo nàn, đặc biệt nếu mà đó là cái việc liên quan đến một cái số cái dữ liệu hoặc là cái chi tiết quan trọng, thì quý vị có thể gây ra những cái thiệt hại nặng nề về kinh tế cho công ty do cái sai lầm cá nhân của mình. Bởi vậy nên làm gì thì làm, quý vị cũng cần phải cẩn trọng, thậm chí là gì đi chậm nhưng mà chắc. À, tuy nhiên ở trong tháng thì vẫn có cái lưu niên, có phúc đức, có thiên đức và cái lực sĩ nó chiếu mệnh thì nó cũng mang lại những cái may mắn nhất định, à, cũng tạo cho quý vị những cái cơ hội để phát triển. À, vậy nên là gì? Chỉ cần quý vị cẩn trọng, biết nắm bắt lấy cơ hội thì cái thành công vẫn sẽ đến và quý vị vẫn sẽ có được cái cuộc sống khá là cát lành và may mắn. Tiếp theo chúng ta xét tháng 2 là tháng quý mão. Thì trong tháng 2 là tháng kỷ mão ấy thì những người tuổi quý mão thì lượt có gặp cái liên, liên thai nhập bệnh. Đúng không ạ? Hơn nữa, nói chung ấy cái sự nghiệp, công việc của quý vị sẽ có không ít những cái thách thức khi mà cái lưu niên thai nó nhập mạnh kèm theo là gì cái điếu khách nó nó ăn nữa nữa à, nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để cho quý vị có cái sự đột phá quan trọng là những người tuổi quý mão có đủ bản lĩnh để đương đầu với những cái sóng gió hay không mà thôi à, sau đó mới có thể tận dụng được cái cơ hội à, thêm nữa trong cái tháng này có lưu niên bác sĩ nó chiếu mệnh đâm ra là gì nó cũng là một cái cắt tinh nhắc nhở quý vị nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình à, trong tháng thì cũng không cần phải quá lo lắng nếu mà có bệnh thì cũng dễ khỏi À, nhưng mà quý vị cũng không được chủ quan nhé à, bên cạnh cái việc duy trì cái thói quen luyện tập thể dục thể thao điều độ thì quý vị cũng nên chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày à, ăn uống một cách khoa học điều độ để điều dưỡng cơ thể bảo đấy. Đó. bên cạnh đó trong tháng này vẫn có cái lọc lá nó kéo về nhé nên là quý vị vẫn có những cái may mắn nhất định về về cái tài lộc tiếp theo chúng ta cùng xem tháng 3 âm lịch cái vận trình của những người tuổi quý mão cho tháng 3 âm lịch là tháng canh thìn à, tháng canh thìn gặp cục diện lục hại với lại gì với lại nguyệt lệ à, thêm nữa ở trong tháng này thì quý vị cũng sẽ gì khó có thể phát huy được cái năng lực vốn có của mình khi mà gặp nhiều cái cản trở trong cái vận trình làm việc của mình à, quý vị những tưởng là mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát nhưng à, khi mà thực sự bắt tay vào ấy thì mới phát hiện không đơn giản như vậy à, không những thế trong tháng vẫn còn cái lưu niên quan phủ và cái đà la cũng như là cái trực phủ đây là ba cái hung tinh nó đem lại cái điểm báo tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là công việc của quý vị à, quý vị nên dè chừng những cái ánh mắt dòm ngó xoay mói từ đối thủ không để lộ cái sơ hở hay là cái sai sót gì trong công việc kẻo đối phương lấy đó là cái cớ để hạ bệ của quý vị à, rất may là trong tháng này cũng có cái gì cái liên liên dưỡng nhập mệnh nữa lại có thêm cái chính ấn chính quan và cái thực thần à, đâm ra ấy là nói chung ấy, quý vị cũng sẽ nhanh chóng cải thiện và giành lại được cái lợi thế về mình đó à, Vậy nên, gì trong tháng này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và được quý nhân tương trợ giúp đỡ mọi lúc mọi nơi thì những người tuổi quý mão 1963 hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý mão 1963 nữa mạng tiếp theo chúng ta cùng xét đến tháng tư âm lịch nó là tháng tân tỵ thì trong tháng tân tỵ này tháng này là cái tháng tháng quý nhân đúng không quý lấy lấy tỵ mão là quý nhân như vậy là gì tỵ là dương quý nhân à, vậy nên là gì trong cái tháng này thì hơi tiếc một chút là có lưu niên gì thái tuế và phục binh nó ăn ngữ à, cái tác động xấu từ thái tuế và phục binh nó cũng sẽ khiến cho quý vị dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ À, những người tuổi quý mão có thể phải đối diện với những cái sự ghen tị và những cái áp lực từ đồng nghiệp. Điều này có thể dẫn đến cái tình thế khó xử, công việc thì cũng không được mấy thuận lợi. Tuy nhiên, à, càng về cuối tháng, thì cái điểm báo tử vi cho thấy quý vị sẽ nhận được cái sự giúp đỡ từ quý nhân. À, giữa hàng loạt những cái tác động xấu do cái vận khí nó mang lại, thì cái vận trình của những người tuổi quý mão nữ mạng trong cái thời gian này cũng có điểm sáng nhờ nhận được sự giúp đỡ của cái quý nhân cũng như là gì của cái lưu niên trường sinh nó nó tác động là quý vị có thể là thăng tiến một chút trong sự nghiệp nhưng mà quý vị đừng quên bản thân vẫn gì à, vẫn cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 5 lịch, nó là tháng nhâm ngọ. À tháng nhâm ngọ này thì nói chung ấy, những người tuổi Quý Mão thì bị cái cục diện là gì? Đại hao này, cái thiên không này, nó ăn nữa, đó. À vì vậy mà trong thời gian này thì quý vị dễ bị thất thoát về tiền bạc thu thì chẳng được bao nhiêu mà chi thì lại gì quá là nhiều thời gian này thì khả năng kiếm tiền của quý vị cũng rất yếu thì ngoài ra bản mệnh có thói quen gì tiêu tiền hoang phí và mua sắm những thứ không cần thiết nếu mà không thay đổi cái thói quen này thì sẽ mang lại cái gánh nặng tài chính cho quý vị à nhưng mà may mắn trong tháng thì vẫn còn cái lưu niên mộc dục và cái gì cái thiếu dương đây là hai cắt tinh nó sẽ giúp quý vị có một cái gia đạo ổn định, không gặp phải cái khúc mắc nào quá lớn. À, các thành viên thì đôi khi vẫn có tranh cãi nhưng mà đã biết điều kiềm chế, tôn trọng lẫn nhau nên là cái vấn đề nó không quá là nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tình cảm thì vẫn khăng khít không làm ảnh hưởng đến cái không khí của gia đình. Nói chung ấy, thì trong thời gian này, tháng này cũng là tháng mà quý vị cần phải lưu ý đến cái chuyện tiền bạc nhé. Dễ xảy ra chuyện mất mát tiền bạc đại hao tiếp theo chúng ta xét tháng sáu lịch là tháng quý mùi tháng 6 lịch tháng quý mùi thì trong tháng sáu lịch ấy thì nói chung ấy đây sẽ là một tháng bình ổn với quý vị đấy đặc biệt là những người tuổi quý mão nữ mạng à, công việc thì cũng không có nhiều cái biến động thời điểm này thì cái vận khí nó đang đi lên à, quý vị có cả được cái sự hỗ trợ từ cục diện là gì tam hợp quý nhân cũng như là gì cái lưu niên quan đới nó nó hỗ trợ vậy nên quý vị sẽ có cơ hội thăng tiến nhất định và dễ được tăng lương tăng thưởng đấy. À, nhưng mà quý vị cần phải lưu ý nhé, trong tháng này vẫn còn có lưu niên tăng môn và bệnh phù đấy. Quý vị cần phải chú ý đến cái sức khỏe của mình nhé, sức khỏe. Thì tăng môn bệnh phù là hai cái thông tin nó nhắc nhở những người tuổi quý mão ở các độ tuổi lục tuần này thì quý vị nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân. Nếu mà chủ quan thì dễ sinh bệnh và sẽ rất là khỏi. Đặc biệt lưu ý về bệnh liên quan đến đường đến chuyện huyết áp. À, khi mà có dấu hiệu bất thường ấy, thì quý vị cũng nên khám chữa ngay đấy không nên bỏ bê cũng nên không nên giấu con cháu à, tốt nhất là nên khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện ra cái mầm bệnh mà chữa đi đứng cũng cần phải cẩn thận hơn kẻ vướng vào cái họa huyết quan hoặc là dễ gặp những tai nạn bất ngờ à, trong năm ấy, thì dễ có tin tăng chế nên là quý vị cũng cần phải cẩn thận nhé tiếp theo chúng ta xét tháng 7 âm lịch là tháng giáp thân tháng 7 âm lịch thì có lưu niên lâm quan nhập mệnh đó à, vậy nên là trong tháng này quý vị cũng khá gặp khá nhiều cái chuyện may mắn Lại thêm có rất nhiều cái cắt tinh như là thiếu âm này, thiên việt này, hỷ thần này đấy Nó cũng sẽ hỗ trợ cái vận trình của những người tuổi quý mão Tức là trong tháng này cái vận quý nhân nó vượng Cơ hội phát triển nghề nghiệp thì nhiều, hứa hẹn có nhiều cái sự đột phá à, Cái tháng cô hồn là cái tháng ai cũng lo sợ Nhưng đối với những người tuổi quý mão thì tháng này lại là một cái tháng tốt đó Cái cắt tinh nó mang lại nhiều cái điểm báo về sự thăng tiến trong công việc à, Không chỉ những cái đối tượng làm trong cơ quan công quyền mà À, những người làm ăn bình thường thì cũng có cơ hội để được thăng quan tiến chức. À, những người làm doanh nghiệp tự do thì cũng có thể vươn lên đến những vị trí quản lý, vị trí lãnh đạo cao hơn. Đời sống hôn nhân gia đạo trong thời gian này cũng khá hài hòa. Đấy nói chung ấy, hầu như không có chuyện gì xảy ra quá lớn. À, trong gia đình thì có nhiều cái chuyện hỉ sự đó. À, vị 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 trí là gì? Quý vị có thể là gì? Có nhiều cái niềm vui nó đến trong cái thời gian này nhé. Tiếp theo chúng ta xét tháng 8 lịch là tháng ất dậu. Trong tháng 8 lịch thì có liên huyên đế vượng nhập mệnh này thêm quan phù và phi liêm. Cũng như là gì? Trong tháng này lại gặp cục diện tương xung, mão dậu được tương xung rồi. Nói chung với trong tháng này thì may mắn được cái đế vượng chiếu mệnh, cái cơ hội kiếm tiền cũng khá là nhiều. Đôi khi vẫn còn có những cái khó khăn nhưng mà những người tuổi quý mão ấy cũng sẽ có được biết cách nắm bắt cái, cái, lấy cái, 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 cái cơ hội và thu về cho mình một khoản lợi nhuận đáng kể. À, tuy nhiên quý vị không nên chủ quan không nên khinh khinh suất vì trong tháng vẫn còn cái hung tinh phi liêm này phi liêm là một này thứ hai là quan phù và cái cục diện tương xung ngữ đó à, vậy nên là gì nó cũng mang lại cho quý vị khá nhiều cái chật vật trong cái thời gian này à, có thể xảy ra những cái rắc rối về mặt giấy tờ về mặt pháp lý hoặc là nhắc nhở những người tuổi quý mão nữ mệnh ấy cần phải hành sự một cách thận trọng à, trước khi đặt bút ký kết bất kỳ một cái loại giấy tờ văn bản nào thì quý vị cũng cần phải giả soát kỹ càng à, các cụ nói là gì cẩn tắc vội này sai một đi đi một dặm Vậy nên quý vị cũng đừng chủ quan nhé Kéo dẫn đến tình trạng là tiền mất tật mang Và để gia tăng thêm may mắn tài lộc cho mình ấy, Cũng như là để hóa giải những cục diện xấu Thì những người tuổi quý mão 1963 nữ mạng Hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi mão mùi để mà trợ vận hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú Và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho mình nhé. Tiếp theo chúng ta xét tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất. Thì trong tháng Bính Tuất chúng ta có cục diện là Mão và Tuất là nhị hợp. lại nhị hợp. À, bên cạnh đó thì quý vị lại có lưu niên suy này, tử phù và cái tấu thư nó 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 ăn ngữ. Nói chung ấy, trong tháng 9 thì cái lưu niên suy nó nhập mệnh và cái lưu niên tử phù nó cũng khiến cho tài vận của những người thuộc quý Mão nữ mệnh có phần bị giảm sút trong thời gian này. À, kiếm tiền thì khó khăn do phần lớn cái tác động của thời cuộc khách quan nó mang lại những người tuổi này có thể mất nhiều tiền vì nhiều cái nguyên do như buôn bán ảm đạm hay là làm sai sót tiêu dùng bừa bãi thậm chí là do chính cái sự bất cẩn của mình gây ra à, tình hình chung thì cũng tác động đến cái chuyện làm ăn kinh doanh ít có sự thay đổi à, ngoài ra thì cái việc quản lý chi tiêu thì cũng phải có cái kế hoạch rõ ràng không nên chi tiêu bừa bãi kéo để tự đẩy bản thân vào cái tình thế bất lợi đó à, tiếp theo chúng ta xét đến tháng 10 âm lịch là tháng đinh hợi thì trong tháng 10 âm lịch quý vị có liên lên bệnh nhập mạnh này lại thêm tuế phá này đó nhưng mà may mắn được cụ diện tam hợp nó trợ bệnh à, nói chung trong tháng này quý vị cũng cần chú ý về phần sức khỏe của mình là chính đó, liên bệnh sức khỏe à, trong tháng 10 âm lịch thì những người tuổi quý mão nói chung ấy chịu ảnh hưởng của lưu niên bệnh vậy nên quý vị được nhắc nhở là nên, nên cẩn thận trước những mối nguy hại do hung tinh nó tác động dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ thì đều có thể dễ xảy ra với quý vị. À, trong cuộc sống thường ngày thì quý vị cũng nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì cái lối sống lành mạnh, khoa học để sức khỏe tăng cường sức đề kháng và cái khả năng miễn dịch được mạnh mẽ hơn. À, đó là cái bí quyết để đẩy lùi mọi cái bệnh tật. À, thêm nữa trong tháng này lại có cái tuế phá và cái tướng quân nó gây ra những cái điều thị phi, điều tiếng cho những người tuổi quý mão. À, các mối quan hệ tình cảm, xã giao thì cũng không được lý tưởng cho lắm gặp nhiều cái mâu thuẫn thị phi là dễ bị vạ miệng đó à, nguyên nhân có thể là do cái tính nóng nảy bảo thủ của chính gia chủ dù sao thì quý vị cũng đã là người đã có tuổi tốt nhất thì cũng nên là gì cố gắng giữ cái trạng thái tâm lý ổn định cảm xúc tốt không nên quá kích động mà dẫn đến những cái sai lầm cũng như là gì cái tai biến nó có thể xảy ra À, may mắn là trong thời gian này cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ nhé. Nếu có bệnh tật thì cũng sẽ được chữa điều trị mau khỏi. Đó. Tiếp theo chúng ta xét tháng 11 là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý thì có liên nguyên tử nhập bệnh lại có thêm cái tiểu hao nó, nó ăn ngữ nữa. Thì đây là một cái tháng mà quý vị cũng chịu nhiều cái tác động bởi cục diện là gì? Mão và Tý là tương hình. À, thêm nữa lại có cái liên nguyên tử nó ăn ngữ. Vậy nên là gì? Công việc nó xuất hiện rất nhiều cái vướng mắc, cái mâu thuẫn đòi hỏi quý vị cần phải bỏ ra nhiều cái công sức và thời gian hơn. À, quý vị nên nhớ làm việc gì cũng cần phải thận trọng từ đầu đến cuối ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thay vì là gì mưu tính những cái điều xa xôi chưa phù hợp ở cái thời điểm hiện tại à, nói chung ấy may mắn thay là trong tháng này thì quý vị vẫn còn cái long đức và cái thiên khôi thì đây là hai quý nhân nó cũng sẽ hỗ trợ phần nào cho cái vận trình sự nghiệp công danh tài lộc của quý vị tiếp theo chúng ta sẽ là tháng 12 âm lịch nó là tháng kỳ xíu thì cái tháng 12 âm lịch ấy, thì chúng ta có lưu niên mộ nhập mệnh này lại thêm bạch hổ hung tinh đoán ngữ nói chung ấy, cái sự nghiệp của những người tuổi quý mão trong cái tháng này diễn ra cũng vẫn là đều ở cái độ tuổi này thì quý vị vẫn nói chung là vẫn cứ hết mình với cái trọng trách và cống hiến chứ không có tham vọng lớn nên là gì à, cũng sẽ được mọi người kỳ vọng và đánh giá cao đôi khi có thể không theo kịp cái sự thay đổi của xu thế nhưng à, cũng không phải đáng lo ngại à, trong thời gian này thì quý vị lại có lưu niên mộ và cái cái bạch khẩu hung tinh nó ăn ngữ nhắc nhở những người tuổi tuổi quý mão ấy cần phải cẩn trọng trong chuyện lời ăn tiếng nói trong thời gian này nếu mà cứ tiếp tục thích nói gì thì nói thì dễ gặp những cái họa thị phi rước lấy cái phiền muộn cũng như là cái thua lỗ thua thiệt về bản thân thậm chí còn dính đến chuyện để kiện tụng thị phi may mắn là trong tháng này vẫn còn cái lưu niên thanh long nó 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 giúp đỡ nó mang lại những cái điểm sáng nhất định trong cái vấn đề về tài lộc cũng như là công việc của những người tuổi quý mão vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình mà gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy thì những người tuổi quý mão một chín sáu ba nữ mạng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân à, vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại chín tám chín ba bốn chín một một chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý mão một chín sáu ba nữ mạng à, kính thưa quý vị À, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Quý Mão trong cái năm 2025 năm bất tị. cũng như là cái vận hạn chi tiết từng tháng. À, từ đó sẽ giúp quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình và đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống. À, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.